Rồi cửa hàng mới vừa về thì một chiếc Ford Everest nên chị. Sản xuất là 2020. Titanium một cầu bản full luôn. Nè, đèn chiếu sáng full LED luôn. Đây. Không có một cái bóng halogen nào luôn. Sản xuất 2020 mà chạy có 36.000 cây, xe gia đình, không có kinh doanh. Everest nha, hay động cơ là 2.0 turbo, máy dầu, 7 chỗ gầm cao, 36.000 cây nên vỏ còn theo xe hết. Siêu dày luôn anh chị. Đó, anh chị nào quan tâm mẫu xe là gia đình đi tiết kiệm nhiên liệu thì đến coi thử chiếc Everest này nha. Anh chị thấy không, cái nước sơn nó còn liền lạc đó. Đó, nước sơn còn rất là liền. Xe này cái thời điểm người ta mua rất là mắc luôn anh chị. Xe có cảnh báo điểm mù đầy đủ nha. Ở đây nè. Đó, có cảnh báo điểm mù. Nói chung công nghệ nó nhiều. Số tự động luôn nè. Đó, ga giới hạn, ga tự động có luôn. Vô lăng khách hàng bọc rồi, có phủ nắp lô cho anh chị luôn, ghế da sẵn nha. Chìa khóa thông minh là còn đủ 2 cái. Đó, máy dầu tự động một cầu, động cơ 2.0 turbo. Có lót sàn 5D sẵn luôn, ghế da sẵn. Trần nè, còn đẹp lắm. Thì chiếc Everest này là sản xuất 2020, xe chạy 36.000 cây. Chuẩn chỉ cả mét luôn chị. Xe này cửa hàng Triều đang bán giá là 910 triệu, còn thương lượng. À, có ổ điện 230V luôn nè. Có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba đầy đủ nha. À, hàng ghế thứ ba thì xếp xuống rồi. Everest 2020. Chạy lướt, chạy có 36.000 cây à. Đó, vỏ này còn dày, nước sơn là sơn zin luôn. Sơn zin quanh xe luôn. Cấp điện luôn nha. Rồi cắm biến lùi, có cắm lùi đầy đủ luôn. Đây nè, cắm lùi nè. Đó, cắm biến lùi nè, cấp điện nè. À. Đó, hàng ghế thứ ba nè. Hàng ghế thứ ba là chỉnh điện luôn anh chị. Bấm là chạy lên nè. À, cái này cái ghế của chiếc Carnival nha, không phải của xe đâu. Rất là rộng ha. Titanium một cầu, gầm cao, 7 chỗ, máy dầu, động cơ turbo, vỏ nó còn theo xe hết. À, nước sơn thì liền lạc ha. Cái màu sơn này nhìn cũng đẹp. Màu này là màu vàng đồng. À, hàng ghế, ghế da nè. Xe này xe gia đình nữa chị, dòng Everest này ít khi nào người ta kinh doanh lắm. Dòng Everest là chỉ có mua chạy gia đình thôi. À, các chi tiết chẳng hạn như là ghế da, tấp bì cửa nó còn đẹp. Đây nè, ghế bên tài cũng vậy nè. Có chỉnh điện luôn nè. À, Everest được, nó có nhiều công nghệ, nó có hai chức năng ga, ga giới hạn, ga tự động luôn. Chạy 36.000 cây chuẩn km luôn chị. Cam kết nha. Có tua đồng hồ rồi tặng xe cho anh chị luôn. Đây, 36.000 cây. Đó. À, vô lăng cái thằng bọc từ lúc mua tới giờ luôn, tháo ra là như mới luôn anh chị. Bọc từ lúc mua luôn. Nó gương chỉnh điện đầy đủ, đèn pha tự động đầy đủ hết. Điều hòa hai dùng phía trước, một dùng phía sau. À, đây. À, phủ tắp lô đầy đủ hết, các chi tiết như nhựa tắp bi cửa nè. Nó không có bị chạy xước gì hết. Quay một vòng cho anh chị coi ha. Thì xe này cửa hàng mới đem về luôn nên chưa có vệ sinh, nó hơi dơ. Dây chỉnh điện đầy đủ ha. À, kêu chị mọi thứ đảm bảo cho anh chị luôn. Nhưng chị thấy cái chất xe nó còn đẹp quá trời luôn, nước sơn nó liền lạc. 7 chỗ gầm cao, máy dầu turbo, đèn chiếu sáng full LED luôn. Nè, cái máy thì chưa có dọn vệ sinh nên nó hơi dơ anh chị. Đây, máy chưa có dọn vệ sinh nó hơi dơ. Nhưng mà quay xong cái clip này chị sẽ tiến hành spa toàn cái xe lại, đánh bóng vệ sinh máy, vệ sinh nội thất lại cho anh chị liền. Anh chị nào mà có quan tâm mẫu xe này cứ đến coi xe thực tế nha. Giá chiều bán là 910 triệu, còn thương lượng cứ đến coi xe thực tế sẽ có bớt cho anh chị. Đây nè, ốc cabo nè, các chi tiết nè. Để một ha, để một mạng luôn, chưa có vệ sinh luôn, quay cho anh chị coi luôn. Động cơ turbo, máy móc là nguyên zin anh chị, cam kết đảm bảo cho anh chị luôn. Rồi, chiếc Everest này cửa hàng Triều đang bán giá là 910 triệu còn thương lượng nha. Thì Triều cũng mới về mấy cái xe Camry, Carnival nhiều lắm. Chẳng hạn như Camry 2023 nè, 1.330 tỷ, xe này chạy 19.000 cây. Còn bên đây là chiếc 2019 nè, Camry 2019, 2.5Q luôn. Xe này cửa hàng đang bán là 920 triệu, 2019, 2.5Q. Còn cái xe kế bên là chiếc Carnival mới về luôn, có màu trắng luôn. Bản này bản xích, sản xuất 2021 nhưng mà đăng ký 2022. Xe đó cửa hàng chịu bán giá 1.270 tỷ. Có chiếc 2023 màu đen nữa nè. Đó, bản xích luôn. Xe này cửa hàng đang bán giá là 1.380 tỷ, 1.380 tỷ. Mới về thêm một chiếc Camry 2.5Q 2016 màu vàng cát. 2.5Q, xe này chạy được 80.000 cây. Cửa hàng đang bán là 650 triệu luôn. Đó, có nhiều xe mới về lắm. Anh chị có quan tâm mẫu xe nào cứ đến ngay cửa hàng của Triều nha. Cần thêm thông tin gì cứ kết bạn qua Zalo, chị gửi thông tin xe cho.